chuyện gì thế? Tuy quan hệ chúng ta không có, tất cả những lời đó đều xuất phát từ trái tim của em. Nếu đúng như vậy thì anh sẽ nghe. Em thực sự xin lỗi vì đã đối xử không phải với anh. Nếu anh chấp nhận được lòng đó của em thì em trả lời con biết. Nghỉ một lúc không cho ba con, chúng ba quay đến tận nơi con nhá. Đi. Tại sao tự nhiên em lại thay đổi như vậy? Quay vào tivi xong ba. Anh cũng không cần biết lý do gì đã khiến em muốn bắt đầu lại với anh. Điều quan trọng ở đây là liệu em có thể bắt đầu lại được không? Anh nghĩ là có thể được. Theo anh, chắc là em sẽ có điều kiện gì đó. Điều kiện là... Đúng vậy. Em cũng muốn gọi vì đó là nhờ anh giúp đỡ. Không có gì đâu, lần sau mình lại đến. Lần sau cậu đừng đến đây nữa. Mình sẽ không ở đây nữa đâu. Cậu không ở đây nữa. Cậu nói cái gì hả? Làm biết tôi đi. Mình sẽ về làm chưa xong. Không. Tôi là cha Sơn Trung đây. Nếu anh hay chị để lại lời nhắn, tôi sẽ liên lạc lại ngay ạ. Luật sư cha, tôi là Yuna đây. Tôi liên tục gọi điện cho anh, nhưng anh chẳng có nhà gì cả. Hanny sẽ về đảo Jeju vào chuyến cuối cùng của ngày hôm nay. Cậu ta nói sẽ không lên Seoul nữa đâu ạ. Alo, alo. Cái bánh xe có đường kính nhỏ nhất, nhỏ hơn cả đường kính của một đồng xu bình thường. Thế sao bây giờ?